Y Tý, Mùa Sương Khói Mờ Nhân Ảnh, rồi Pù Luông, nhóm lại một lần nữa Dược Son Bá Mười, và rồi có thêm một tay chơi thứ thiệt, Thần Hành Thái Bảo, Thiên Lý Độc Hành Hà Thành Đào Công Tử, hội quân ở chợ Gốc Mít Yên Bái. Sau một đêm thù tạc, cả nhóm lại hăm hở tiến về hướng Lào Cai Y Tý. Và giữa đường thì trời cao bỗng trắng một cơn mưa, và trời cứ mưa, mưa mãi. Mưa đã giam chân cả nhóm ở Y Tý suốt 3 ngày 3 đêm. Trong cái sương khói núi rừng mờ nhân ảnh đó, nhóm cũng đã cố xuống cầu Thiên Sinh, cây cầu huyền thoại phân chia cương vực Diệt Hoa. Mưa lũ làm con đường tuy chỉ chừng 10 cây số nhưng cũng đủ trở nên trần ai. Đoạn cuối, trước một con dốc đứng đầy bùn trơn, các tay chơi đành hạ mã để lội bộ đến nơi cho bằng được. Cuối cùng thì cũng được một xóm mai tạnh ráo. Theo chân chàng thổ địa A Hờ, cả nhóm lên Ngải Thầu. Nếu như ngày mây quang, Y Tý, Ngải Thầu là thiên đường mây, sẽ cho ta những cảm xúc mênh mông ngút ngàn, thì trong những ngày sương mù như lần này, Y Tý lại như cho mọi người có dịp ngồi gần nhau, gắn bó nhau hơn, để thấy cỏ lá hoa cũng như có tình cảm linh hồn hơn. Không nhìn xa thì nhìn gần vậy, đã có lòng rồi chẳng lo gì mà không thấy. Lễ hội Khô Già Già. Lễ hội Khô Già Già là lễ hội quan trọng nhất của người Hà Nhì, huyện Bát Sát, Lào Cai. Năm 2019, lễ hội đã được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7 tại các xã Nậm Pung, Trịnh Tường, A Lù, Y Tý. Đây là lễ hội có thể được coi như tương đương với cái Tết của người Kinh. Là lễ hội cầu mưa lớn nhất của người Hà Nhì Đen, được tổ chức từ ngày Thìn đến ngày Thân của tháng 6 âm lịch hàng năm. Người dân cầu mong về một ngày mùa bội thu, một vụ sống ấm no, hạnh phúc. Ngoài ra, lễ hội còn là dịp để các thành viên trong cộng đồng giao lưu, thể hiện tinh thần đoàn kết. Cho tính chất quan trọng và ý nghĩa phong phú, xứng đáng là một mỹ tục, một di sản văn hóa đáng được giữ gìn. Cho nên trong năm 2015, lễ hội Khô Già Già đây được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Một trong những hình thái hoạt động của lễ hội Khô Già Già là các vị chủ rừng cùng những người phụ tá sẽ vào rừng để chọn 2 cây gỗ về làm 2 cái đu. Đu dây là đu giống như đu của người Kinh ở đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên, cụ đu chính là 2 cây thiên lớn nhất trong công viên rừng thiên, và xà ngang của đu, nơi cột 2 dây đu chính là cây gỗ mới được chọn đốn và thay mới hàng năm. Đu quay hình thức giống như đu bập bênh, trụ đu được chôn giữa sân công viên rừng thiên, và xà xoay bập bênh cũng chính là cây gỗ mới được chọn đốn. Công viên rừng thiên là nơi được chọn để tổ chức lễ hội Khô Già Già hàng năm của bản làng, mà tiêu biểu là công viên Choảng Thèn ở cuối bản Nậm Phung, Trịnh Tường, A Lù, Y Tý. Thủ tục từ chọn người chủ trì, tìm cây, làm đu, thử đu, cúng khai trương và chơi đu đều được người Hà Nhì tiến hành với một nghi thức cẩn trọng, trịnh trọng và quy củ. Nó hoàn toàn không đơn giản như một trò tiêu khiển trong ngày hội của người Kinh. Thành ra, có thể sâu xa bên trong của nghi thức này, nó mang một ý nghĩa của một tầng lớp tinh thần văn hóa mà trong bài này, chúng ta thử đưa ra một giả thuyết để bàn luận xem sao. Ta nhận thấy rằng, thủ tục
Từ chọn người chủ trì, tìm chọn cây, làm đu, thử đu, cúng khai trương và chơi đu đều được người Hà Nhì tiến hành với một nghi thức cẩn trọng, trịnh trọng và quy củ. Mỗi năm xà đu đều được thay mới. Mọi người chỉ được chơi đu sau hàng loạt các thủ tục cúng tế rất trang trọng và cũng chỉ được chơi trong 3 ngày cuối của lễ hội. Thời gian còn lại, xà và dây đu được tháo ra cất trong nhà lễ. Đu dây có chuyển động như con lắc tuần hoàn của đồng hồ và đu quay bập bên, chuyển động lên xuống và xoay tròn. Hai hình thức đu sẽ cho ta liên tưởng đến hai khái niệm thời gian và không gian. Nếu đu dây là nhịp đông đưa đều đặn của thời gian, năm tháng ngày giờ, thì đu quay đã biểu hiện cho lên xuống, nước lớn, nước rộng, mặt trời, mặt trăng, sự xoay vòng của trời đất. Không, thời gian chính là hai yếu tố chính chi phối đến sự chuyển biến vô thường của vũ trụ nhân sinh. Người Hà Nhì phải chăng đã ký gửi sự trịnh trọng của họ vào hai nghi thức đánh đu để lưu truyền cho con cháu sự nhận thức và trân trọng của họ đối với không gian và thời gian? Những thực thể thường hằng mà thường biến là sắc sắc đó mà không không đó. Qua đó, ta mới biết tại sao người Hà Nhì lại có văn hóa tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, mà trong đó quan trọng nhất là bảo vệ rừng và nguồn nước. Theo thiện nghĩ, chính cái văn hóa nhận thức vũ trụ quan tinh tế mà minh triết đó đã giúp cho người Hà Nhì trường tồn trong một môi trường họ sống và cho những người khác một tấm gương về cách ứng xử với thiên nhiên. Thật đáng phục và đáng kính thay. Audio Jungle.